giết hại chúng sanh mang hậu quả bi thảm. Pháp thoại ngày 15 tháng 6 năm 1990. Trưởng lão Thích Thông Lạc. Nhân ác có rất nhiều, nhưng không ngoài 10 điều ác. Cơ bản dưới đây: 1. Sát sanh, 2. Trộm cướp, 3. Tà dâm, 4. Vọng ngữ, 5. Nói hai chiều, 6. Nói thiêu dệt, 7. Nói lời hung ác, 8. Tham lam, 9. Sân hận, 10. Si mê. 10 điều ác này là cái nhân khổ cho chúng sanh triền miên bất tận và trôi lăn mãi trong đường sanh tử luân hồi. Ở đây thầy sẽ nói về điều ác thứ nhất, đó là sự giết hại chúng sanh. Nó đem đến những hậu quả bi thảm cho đời người một cách ghê gớm. Chỉ vì chúng ta đang mê muội nên vui cười sướng sướng trên xương máu và sự đau khổ của chúng sanh. Trong kinh Thập Giới nói: không nên đốt rừng, núi, nở nàn giết chúng sanh, moi móc hồ ao ngăn ngoài đắp rạch, đều là cách thức hại loài thủy tánh. Xưa thời kỳ Phật còn tại thế, có hai vị tỳ kheo đồng đến ra mắt Đức Phật. Giữa đường hết nước mang theo, trong khi khát khát, thấy một ao nước có trùng lý ti, thầy tỳ kheo lớn tuổi biết giữ gìn giới, không uống nước có trùng, khát quá, thầy đành chịu chết. Thầy tỳ kheo nhỏ tuổi hơn không giữ giới, sát uống no rồi đến ra mắt Đức Phật. Lúc bây giờ Đức Phật của ở rằng: ngươi là người ngu si, chấp thân mạng vô thường nghiệp báo, này là chân thật, nên không giữ gìn giới hạnh. Tuy ngươi gặp ta, nhưng cách ta ngàn dặm. Còn thầy tỳ kheo kia, vì có tâm giữ giới, khi chết được sanh lên cõi trần, cõi trời, và đã gặp ta trước rồi. Đây, thầy nhắc các chú hương đăng và các cư sĩ thắp đèn dầu trên bàn thờ Phật. Hai bàn thờ tổ tiên nên để ý, nếu không thắp đèn cũng tốt, bằng muốn làm sáng bàn thờ Phật hay bàn thờ tổ tiên thì các con nên tìm một miếng lưới sắt che trên ống khói đèn, để tránh loài vật tham ánh sáng mà bị ngọn lửa thiêu chết. Điều này do các con vô tình tạo ra nghiệp sát sanh. Các con không tránh khỏi nghiệp đau khổ quy quả đến, cho nên vô tình các con muốn làm nơi bàn Phật và bàn thờ tổ tiên có ánh sáng, không ngờ lại tạo tội đời đời kiếp kiếp. Hễ có thân là các con thường hay bị bệnh tật đau khổ. Trong Sa Di Lược giả dạy, khi thắp đèn phải dùng những thứ the, nhiễu, giấy, lụa che kính, đừng che kính đèn, đừng để cho những trùng buộc ngã vào. Loài vật nhỏ còn thương như thế, huống là loài vật lớn như chim, thú, vân vân. Trong kinh Tạp Vũ Tạng dạy, xưa có vị hòa thượng nuôi một chú Sa Di. Biết chú này còn 7 ngày nữa là mạng chung mới cho về thăm cha mẹ. Chú này đi giữa đường, thấy bầy kiến bị trôi theo dòng nước, chú khởi tâm từ bi thương xót, cởi áo đụng đất đắp nước và vớt kiến lên để chỗ cao ráo. 7 ngày chú trở lại chùa, vị hòa thượng lấy làm lạ bèn hỏi: trên đường đi về nhà, cha mẹ con có tạo điều phước báo lớn phải không? Chú Sa Di ngạc nhiên hỏi thầy: tại sao thầy biết được? Trên đường về thăm cha mẹ, con đã cứu sống một đoàn kiến bị trôi trên nước. Này các Phật tử,
các con phải giữ gìn cẩn thận. Từ hữu ý hay vô tình, đừng giết hại chúng sanh, đừng ăn thịt chúng sanh. Đó là để tránh cho các con những hậu quả bi thảm, và cũng để ngăn chặn ác tâm của các con trong lòng đang trỗi dậy. Vài việc hơn, vài việc không giết hại và ăn thịt chúng sanh, các con còn phải dè dặt có ý, có tứ từng phút giây trong mọi hành động để đối với những vật nhỏ như cá, tôm, ốc hến, trùng kiến, mũi mồng, vân vân. Bước chân đi hãy chịu khó để ý, tránh đạp phải bầy kiến trùng thế trên sân, trên lộ, côn trùng trên đất. Mỗi sự cẩn thận ý tứ như thế đều là những công đức thiện tích lũy bồi đắp cho chúng ta ở hiện tại và mãi sau. Từng phút giây tu hành đúng chánh pháp của đạo Phật mà thầy đã dạy, đó là các con đang xây dựng từng viên đá lòng thiện, từng cây rươi miếng mè lòng từ, từng tấm ngói viên gạch lòng bi, để cùng với hồ xi măng lòng xả xây lên đời sống vị lai ở kiếp sau đầy hạnh phúc an vui là lòng hỷ. Một hành vi thiện, một lời nói lành, một ý nghĩ yêu thương yêu, tức là mỗi viên đá đẹp trầm chất lên cho đời sống hiện tại và mãi sau của các con đó. Xưa có một anh chàng nghèo hết chỗ nói, cả sự nghiệp của anh chỉ có một bà mẹ già và chiếc búa đốn củi. Ngày ngày đi kiếm củi về chợ đổi gạo có bao nhiêu, anh cung phụng nuôi mẹ bấy nhiêu. Sống trong cảnh nghèo túng nhưng anh biết san sẻ giúp đỡ những người khác trong vùng, bất luận gặp một tai nạn gì anh thường góp giúp đỡ và tận giúp đỡ họ tận lực. Anh là người ở trong rừng núi nên người ta đặt anh những món tiền rất lớn để anh bắt các thú rừng hiền lành như nai, bị chồn, thỏ, vân vân. Anh từ chối vì anh là một Phật tử chân chính, không bao giờ anh giết hại một sinh vật nào. Dù vậy, dù vật ấy nhỏ như côn trùng, con kiến, chẳng những anh không bắt chúng mà còn thương yêu chúng. Anh thường hàng ngày ngồi chơi trên đồi cỏ để nhìn đàn nái hiền lành đang gặm cỏ quanh anh, những con thỏ hiền lành. Anh từng vuốt ve như những con mèo của chúng ta. Vì thế mà nở hai mẹ con anh ở được nhiều bạn bè đến chơi, đó là thú rừng. Những tổ chim được lót trên cành cây bên nhà, mỗi sáng chiều chúng hót vang như những bản nhạc tuyệt vời. Đời sống người Phật tử rất hiền hòa, không thể đem tiền mua chuộc làm điều ác. Người sinh ra vốn thiện nhưng vì ham danh lợi, tài sắc, ăn ngon mặc đẹp nên mới tạo những điều ác. Ác từ trong tâm đến hành vi và đến lời nói. Một hôm thầy trò Bách Trường đi dạo núi chơi, bỗng có hai con thỏ thấy bóng người liền nhảy ra chạy trốn. Bách Trường hỏi đệ tử, tại sao hai con thỏ thấy chúng ta chạy dữ vậy? Người đệ tử trả lời, tại chúng nó sợ hãi. Bách Trường nói, bậy, không phải vậy. Tại bản năng hung ác của chúng ta, chính vì bản năng hung ác của chúng ta đã quân tập nhiều đời kiếp, do đó chúng ta đã từng làm việc ác nên chúng ta phải gặt lấy những quả hổ, chứ không có tạo hóa nào làm khổ chúng ta được.